Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Con tàu 999 xe VinFast đang lênh đênh, nó còn lắm gian chuẩn Một con tàu có sức chứa lên đến 4.500 chiếc xe ô tô Nhưng ông Phạm Nhật Vượng cho chở chỉ có 999 xe ô tô Trong khi đó lượng xe xuất xưởng vẫn đủ cho một chuyến tàu Ông Phạm Nhật Vượng lại thích con số 99 hay ba con 9 Nói chung là những con số 9 Mới đây, ông Vượng cho lập công ty cổ phần đầu tư y học công nghệ cao Vinmec có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 99% vốn điều lệ. Có người thì cho rằng ông Phạm Nhật Vượng tin những con số 9 là con số phong thủy phù hộ ông ăn nên làm ra. Không biết lời đồn đó có đúng hay không, tuy nhiên cũng không có lý do gì để bác bỏ nhận xét trên. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup sẽ lẹo lái con thuyền Vinfast như thế nào mới làm ăn tại Việt Nam thì khá mê tín, cho nên rất nhiều người không ngần ngại bỏ tiền ra mua bảng số đẹp, mua sim số điện thoại đẹp, mua số tài khoản ngân hàng đẹp và thậm chí trong giới mua vé số họ cũng cho rằng số này đẹp còn số kia thì xấu. Xã hội Việt Nam vốn rất mê tín nên việc ông Phạm Nhật Vượng có mê tín cũng không phải là cá biệt. Ông cũng mang một tâm thức rất Việt Nam chứ không phải như bà Trương Mỹ Lan không mê tín, không sợ dự án lỗi phong thủy Thực ra thì mê tín nó cho con người ta một niềm tin để dựa dẫm vào. Trong tình cảnh bế tắc, người ta hay dựa vào những con số đẹp, những ông thầy phong thủy vân vân để tìm phương pháp giải quyết. Với thực tế là VinGroup có vốn vay gấp 3 lần vốn chủ sở hữu và finfast đang lỗ lũy kế còn cao hơn cả vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, mảng kinh doanh bất động sản, mảng mang về thu nhập chính cho VinGroup lại đang vô cùng khó khăn. Thì có thể nói Vin của ông Vượng khó khăn thật sự Đây là hình ảnh vốn là vấn đề nan giải cho VinFast Không biết hiện nay ông Phạm Nhật Vượng huy động được bao nhiêu qua công ty VMI Tuy nhiên với khảo sát của các cộng tác viên thể báo chấm đề tại Việt Nam Thì hầu hết những người được khảo sát mà có dự định đầu tư tài chính Họ rút lại quyết định sau khi xem và nghe nhiều phân tích trên mạng xã hội nếu đây là con số đại diện cho số các nhà đầu tư thì e rằng ông Phạm Nhật Vượng huy động vốn qua bán cổ phần hàng hóa bất động sản của công ty VMI không hề được như mong đợi. Hiện nay, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang bị vướng vào hai khó khăn. Khó khăn thứ nhất là chất lượng xe VinFast đang bị bóc phốt. Trong khi đó, thì báo chí Mỹ lại đánh giá VinFast chưa thực sự sẵn sàng cho thị trường Hoa Kỳ. Đây là những thông tin có thể làm cho quảng cáo của ông Phạm Nhật Vượng đã đổ ra không biết bao nhiêu tiền, không còn hiệu quả gì nữa. Khó khăn thứ hai là vấn đề huy động. Vấn đề vẫn chưa thấy đường ra cho bài toán tài chính của tập đoàn Vingroup. Theo như Thời báo chấm được biết, lỗ lũy kế của VinFast tới 4,7 tỷ USD và tập trung chủ yếu vào bảng xe xăng. Sự thất bại của xe xăng nằm ngoài dự tính của tập đoàn Vingroup. Nếu xe xăng có lãi, nó có thể nuôi được mảng xe điện. Tuy nhiên thực tế thì thua lỗ quá khủng khiếp Làm cho ông Vượng phải cho khai tử dòng xe xăng vào hồi giữa năm nay Vào ngày 18 tháng 12 con tàu chở 999 chiếc xe Sau 17 ngày lênh đinh trên biển Đã chui qua cầu Golden Gate ở vịnh San Francisco Chuẩn bị nhập cảng vào Mỹ Hình ảnh này được báo chí trong nước đăng tải rầm rộ trên các mặt báo đây là hình ảnh, dù đã cập bến Mỹ nhưng con tàu VinFast vẫn đang lênh đênh Thực ra con tàu chở 999 chiếc xe VinFast đã hết lênh đênh, nhưng số phận của xe điện VinFast thì vẫn còn rất lênh đênh. Để giải được bài toán VinFast, ông Phạm Nhật Vượng phải giải được bài toán chất lượng cho sản phẩm và bài toán tài chính cho công ty này. VinFast đã nộp đơn xin IPO đến thị trường chứng khoán Mỹ và liệu đơn có được chấp thuận hay không thì cũng phải chờ. Và nếu đơn được chấp thuận thì cổ phiếu của VinFast chào bán có ai mua hay không cũng phải tiếp tục chờ. Nói chung, cổ phiếu của VinFast trên thị trường chứng khoán Mỹ còn phải cưỡi qua rất nhiều con sóng nữa thì mới có thể cập bến. Hãy xem VinFast vượt qua bằng cách nào đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Con tàu 999 xe VinFast đang lên đênh, nó còn lắm chuẩn truyền Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Động trời, đoàn thanh niên Cộng sản dám xem lời dạy của ông Tổng là rẻ rách Bản chất của chế độ toàn trị do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu là đối trá bởi nếu không dối trá thì họ không lập ra ban tuyên truyền khổng lồ có tên là ban tuyên giáo của Trung ương. Đã vậy, trong bộ máy chính phủ còn có một bộ cũng được lập ra để kiểm soát báo chí và bơm những bài viết tuyên truyền, đó là chính là Bộ Thông tin và Truyền thông, tức là Bộ 4T theo cách gọi của mạng xã hội. Ban tuyên giáo và Bộ 4T trông chéo về chức năng, thông thường để chỉ đạo 800 tờ báo nên viết bài định hướng như thế nào thì Bộ 4T dùng văn bản chỉ đạo tuy nhiên ban tuyên giáo thì rất ít khi dùng văn bản để chỉ đạo mà hay dùng mệnh lệnh bằng miệng để buộc những tờ báo nào lỡ lời nói điều không nên nói phải rút bài xuống về cấp độ quyền lực thì ban tuyên giáo đứng trên cả bộ 4 t đây hình ảnh ông tổng bí thư nguyễn phú trọng đang phát biểu tại đại hội đảng đại hội đoàn toàn quốc đảng cộng sản lãnh đạo đất nước ở việt nam bằng khẩu hiệu họ thường sáng tác ra những khẩu hiệu rất hoành tráng mới đọc lên nghe thì rất kêu nhưng thực chất thì đảng đã hành động ngược lại hoàn toàn ví dụ như khẩu hiệu nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân nhưng thực chất nhà nước của đảng cộng sản việt nam là nhà nước của đảng do đảng và vì đảng và còn rất nhiều câu khẩu hiệu rất kêu khác nữa nhiệm vụ của báo chí là giấu nhẹm những cái xấu của đảng và nhà nước và tuyên truyền những thứ đẹp đẽ theo kiểu suy diễn ở đại hội đảng nào cũng thành công tốt đẹp và rồi cũng sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất vân vân. Tuy nhiên, cái lò của ông trọng đốt mãi không hết quan tham. Vậy thì Đảng đã chọn người xứng đáng đấy ra sao là câu hỏi được đặt ra. Đây là những bằng chứng cho thấy những gì mà bộ máy tuyên truyền của Đảng và nhà nước luôn khoe khoang với dân và những việc họ làm trên thực tế là rất khác nhau. Vào ngày 15 tháng 12 phát biểu tại đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn dò rằng các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12. Đây là hình ảnh danh sách cu ly hóa của đoàn. Lại là khẩu hiệu lựa chọn sáng suốt, tiêu biểu, tuy nhiên thực thế thì toàn là con ông này, bà kia và cậy nhờ thế lực chính trị của cha chú mà leo lên. Tấm gương nhất hậu duệ vẫn nhăn nhản ra đấy, trong đó có Nguyễn Xuân Hiếu là con trai của ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Minh Chiết thì là con trai của Nguyễn Tân Dũng, là một ví dụ rất điển hình. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói thêm rằng, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc và kẻ kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng, làm tốt hơn nữa công tác thành vận xây dựng đoàn thanh niên và lực lượng thanh niên thật sự trở thành đội quân xung kích, dũng cảm, sáng tạo và đội hậu bị vững chắc tin cậy của Đảng và nhân dân đáp ứng yêu cầu của cách mạng ngày càng cao trong giai đoạn mới. Và đoàn cũng đáp lại lời nói của ông Tổng Bí Thư nhưng họ đáp bằng khẩu hiệu rằng tuổi trẻ Việt Nam khát vọng tiền phòng đoàn kết bản lĩnh sáng tạo nhưng thực tế thì đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hành động lại hoàn toàn khác. Họ không hề tiên phong, bản lĩnh sáng tạo gì. Họ đề ra mục tiêu là đẩy 500.000 thanh niên đi lao động nước ngoài để gửi ngoại tệ về nước nuôi đảng. Đó là những người làm những công việc chân tay ở nước ngoài. Đây là hình ảnh một trong những cán bộ đoàn được đi du học bằng tiền ngân sách. Có người đặt câu hỏi là công nhân xuất khẩu lao động lấy ngoại tệ gửi về nước nuôi gia đình họ chứ làm gì nuôi đảng đây đấy là nhận xét thấy một mà không thấy hai thực tế công nhân gửi ngoại tệ về nước thì người nhà của họ cũng phải bán ngoại tệ để đổi lấy tiền đồng việt nam rồi thì một phần ngoại tệ đó được các quan tham dùng tiền tham nhũng để mua vào và dùng nó để chi cho việc mua quốc tịch cho gia đình của họ mua nhà ở nước ngoài và trang trải chi phí du học cho con cái của họ cũng như gửi ngân hàng ngoại quốc như vậy rõ ràng là đoàn chỉ đáp ứng lại lời kêu gọi của ông tổng bí thư bằng khẩu hiệu, còn về hành động họ vẫn tính bài đẩy những người dân nghèo đi nước ngoài lao động gửi đô la về cho đảng. Về hành động họ xem lời giáo huấn của ông tổng bí thư như một miếng rẻ rách vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thầy Báo .d với bản tin động trời. Đoàn thanh niên cộng sản dám xem lời dạy của ông tổng là rẻ rách quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết bấm nút bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong bản tin lần tới trung khoa thời báo .d